Kính thưa quý vị, mời quý vị đón xem bản tin 30 giây nóng hôm nay, thứ sáu ngày 20 tháng 5. Bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Camera ghi hình kẻ gian bẻ khóa lấy trộm xe SH trị giá 150 triệu ở quận Gò Vấp. Người phụ nữ chết thảm vì tài xế xe hơi mở cửa bất cẩn. Ông ngoại lao theo giải cứu cháu bị mẹ mắc bệnh trầm cảm quăng xuống sông. Người đàn ông gần 20 năm nhặt rác ở đáy đại dương. Dùng xe phun nước vào người đi đường để hạ nhiệt trong đợt nắng nóng kỷ lục. Sau đây là những thông tin nóng nhất được chúng tôi cập nhật đến 20 giờ ngày 20 tháng 5. Ngày 20 tháng 5, Công an thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu cho biết đang làm rõ vụ việc một phụ nữ bồng con đi thẳng xuống bến đò rồi quăng cháu bé xuống sông. Theo điều tra ban đầu, khoảng 17 giờ ngày 17 tháng 5, chị M, 31 tuổi, ngụ thị xã Giá Rai, được cha ruột chở về nhà chồng ở xã An Trạch, huyện Đông Hải. Khi đến bến phà ở xã Tân Phong, thị xã Giá Rai, chị này bồng con là cháu H mới 1 tuổi đi thẳng xuống bến phà rồi quăng xuống sông. Khi mọi người hô hoán, ông ngoại của cháu bé đã lao ngay xuống sông cứu cháu H nên cháu không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Toàn bộ vụ việc đã được camera an ninh ở bến phà ghi lại. Bước đầu công an xác định chị M bị bệnh trầm cảm. Vụ việc vẫn đang được điều tra. Ngày 20 tháng 5, mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh kẻ gian bẻ khóa lấy trộm một chiếc xe SH. Vụ việc xảy ra vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 19 tháng 5 tại một nhà dân kết hợp kinh doanh trên đường Thống Nhất, phường 16, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Hình ảnh từ camera cho thấy lúc này hai đối tượng đi xe máy đến trước căn nhà trên và đảo nhiều vòng quan sát. Sau đó một người đứng cảnh giới, người còn lại vào trong dùng đoạn bẻ khóa chiếc xe. Chỉ trong khoảng 8 giây, kẻ gian đã bẻ khóa được chiếc xe và tẩu thoát. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ. Được biết, chiếc xe máy của nạn nhân trị giá gần 150 triệu đồng. Chiều ngày 19 tháng 5, Công an huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn do tài xế xe hơi mở cửa bất cẩn khiến một người phụ nữ tử vong trên tuyến đường qua xã Đà Sơn. Theo hình ảnh từ camera an ninh của người dân ghi lại, khoảng 11 giờ 20 phút trưa ngày 19 tháng 5, một chiếc xe 4 chỗ đang chạy thì từ từ dừng lại, tài xế mở cửa ra nhưng không quan sát phía sau. Lúc này, người phụ nữ chạy xe đạp điện không kịp tránh va quệt vào cánh cửa ngã ra đường. Đúng lúc đó, chiếc xe tải chạy cùng chiều phía sau cán qua người phụ nữ, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 1, thành phố Hồ Chí Minh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Thái, 50 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh để xử lý hành vi trộm cắp tài sản. Đây là nghi can đã lấy trộm 32 nắp chắn rác trên cầu Thủ Thiêm 2. Bị can khai nhận do không có việc làm, cần tiền tiêu xài nên đã trộm cắp các nắp chắn rác bằng kim loại trên cầu Thủ Thiêm 2. Cụ thể, 4 giờ sáng ngày 3 tháng 5, người này chuẩn bị bao tải đi từ đường Tôn Đức Thắng lên cầu, giật các nắp chắn rác hình tròn nặng 4,2 kg rồi bỏ vào bao. Sau đó đem bán cho chị M là chủ tiệm ve chai với tổng khối lượng 70 kg với giá 700.000 đồng. Ngày 5 tháng 5, ông Thái tiếp tục trộm thêm và bán cho một người đi xe ba gác không rõ lai lịch với giá 400.000 đồng. Ngày 13 tháng 5, qua truy xét, Phòng Cảnh sát Hình sự BC02, Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Công an quận 1 đã bắt được nghi phạm đưa về trụ sở. Riêng chị M do không biết số nắp chắn rác là đồ trộm cắp nên công an không xử lý. Bước đầu xác định, người đàn ông này đã lấy tổng cộng 32 nắp chắn rác chưa thu hồi được. Kết quả thẩm định giá, tổng số nắp chắn rác mất trộm có giá 11 triệu đồng. Sau khi lấy trộm, bị can đã bán ve chai với giá 1,1 triệu đồng. Qua xác minh, bị can Thái có 4 tiền án tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản. Chứng kiến cảnh nhiều rạn san hô bị bức tử bởi rác thải, gần 20 năm qua, ông Nguyễn Văn Đức, hiện là huấn luyện viên lặn biển ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, đã khởi xướng hoạt động nhặt rác dưới đáy đại dương. Theo ông Đức, công việc nhặt rác ở đất liền khác hoàn toàn với nhặt dưới biển vì rác trôi theo nước rất khó nhặt. Do đó đòi hỏi các thợ lặn phải có kỹ năng, sức khỏe và chịu được áp lực của nước. Ban đầu, hoạt động nhặt rác dưới đáy biển của ông Đức chỉ được thực hiện quanh khu bảo tồn biển Hòn Mun, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Nhưng nay đã được mở rộng ra các vùng biển của Phú Quốc, Hội An, Côn Đảo. Hiện ông Đức và các học viên của mình thường xuyên nhặt rác dưới đáy biển và đây cũng là phần học được đưa vào khóa huấn luyện lặn biển của mình. Biết được việc làm của ông, không chỉ các học viên mà nhiều bạn trẻ cũng tham gia vào hoạt động lặn biển nhặt rác.
Chuyển sang phần tin thế giới, để đối phó với nhiệt độ có lúc lên đến 50 độ C, chính quyền địa phương tại nhiều khu vực ở Ấn Độ đã huy động các xe phun nước để giảm bớt nhiệt trên những tuyến phố chính. Trong khi người dân tự bảo vệ mình bằng cách trùm kín mít thì chính quyền địa phương huy động các xe phun nước để giảm bớt nhiệt trên những tuyến phố chính. Thị trưởng North Chatsworth nói với Reuters rằng những cỗ máy này vốn được chế tạo để hạn chế bụi mịn, ô nhiễm không khí và ông tin rằng sẽ giúp người dân đánh bại nắng nóng. Nắng nóng tàn khốc, nhiều người Ấn Độ, đặc biệt là lao động ngoài trời, không thể đi làm do bị ốm sốt, mất nước, trong khi nhiều người vẫn phải vật lộn với thời tiết khắc nghiệt để kiếm kế sinh nhai. Ở bang phía Tây Maharashtra đã có ít nhất 25 trường hợp tử vong liên quan đến nắng nóng trong năm nay, cao nhất trong vòng 6 năm qua. Dưới thời Taliban, ma túy đá xuất hiện tràn lan khắp đất nước Afghanistan, trong các xưởng điều chế, trên hàng loạt gian hàng, dưới những cây cầu ở Kabul. Tại một trong những khu trung tâm nhộn nhịp nhất của Afghanistan, cách thành phố Kandahar khoảng 5 giờ lái xe về phía Tây, có những người công khai bày bán hàng chục kg ma túy đá mỗi tuần. Giá bán lẻ của số ma túy này ở châu Âu là hàng chục ngàn đô la Mỹ. Nhưng ở đây, Abdul Wadud bán nó với giá khoảng 250 đô la Mỹ. Trong nhiều thập kỷ, Afghanistan là trung tâm sản xuất thuốc phiện toàn cầu, là nguồn cung cho khoảng 80% người dùng thuốc phiện trên thế giới. Hiện nay, ngành công nghiệp ma túy đá của nước này đang nở rộ với tốc độ chóng mặt. Điều này làm dấy lên lo ngại trong giới chuyên gia và quan chức phương Tây rằng, dưới thời Taliban, Afghanistan có thể trở thành điểm nóng cung cấp ma túy đá khi nhu cầu sử dụng đang gia tăng trên toàn cầu. Các bác sĩ tại trung tâm cai nghiện ở Afghanistan cho biết các cơ sở quá tải của họ đang tiếp nhận ngày càng nhiều bệnh nhân. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra cảnh báo các vùng trên cả nước đều có mưa, có nơi mưa rất to và sẽ còn gia tăng trong những ngày tới. Cụ thể, trong đêm nay và ngày mai 21 tháng 5, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, lượng mưa phổ biến từ 40-70mm, có nơi trên 80mm. Trong những ngày sau đó, mưa sẽ tiếp tục gia tăng. Cụ thể, từ đêm 21 tháng 5 đến ngày 23 tháng 5, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm trên một đợt, có nơi trên 250mm trên một đợt. Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, vài nơi có mưa to đến rất to, có nơi trên 80mm trên 24 giờ. Khu vực Hà Nội ngày mai trời nhiều mây, có mưa dông, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ C, thấp nhất từ 24 đến 26 độ C. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh, trời có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ C, thấp nhất từ 25 đến 27 độ C. Bản tin 30 giây nóng đến đây xin tạm dừng. Để liên tục cập nhật những thông tin nóng nhất trên nhiều lĩnh vực, quý vị đừng quên ấn chuông theo dõi bản tin 30 giây nóng sẽ được phát vào lúc 20 giờ hàng ngày trên trang tuổitrẻ.vn, tv.tuổitrẻ.vn, kênh YouTube và fanpage Báo Tuổi Trẻ. Vì một lý do nào đó chưa thể xem được bản tin đúng giờ, bạn đọc có thể xem lại trên tất cả nền tảng của Báo Tuổi Trẻ hoặc search từ khóa 30 giây nóng trên công cụ tìm kiếm. Rất mong nhận được sự quan tâm, theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại!